là cái quay chan tê à, cái y ồn ơi cả đòn bon tê à. Vô đây muốn gì? Vô đây cho chết đi. Tao chấp tụi mày hết. Chấp tụi mày hết luôn. Trời ơi. Mười dĩa bánh tráng trộn. Ngồi bánh tráng trộn đi. Tính tiền qua tôi. Tính tao nè. Tao là Thảo Sương. Thảo Sương tính tiền qua đây. Muốn gì gặp muốn tao? Gặp tao nè. Tụi mày muốn gì? Mày muốn gì? Xạo xạo là có chuyện. Xạo có chuyện nha. Biết. Trời ơi. Tao không biết tao buồn chết rồi. Mày nhìn gì? Nhìn gì vậy? Mày kênh tao hả? Kênh với tao nha. Mày kênh. Mù nổi mày. Mù nổi mà. Trời ơi. Ôi liêu nặng quá. Xin nếp con dẹp cái bàn kia cho mẹ coi. Dẹp ra đồ cho mẹ coi đó. Trời ơi, ê, con bưng cái cà phê của chị Thảo Sương qua cho mẹ. Đó. Đó, kính thưa quý vị, ngày hôm nay là chị Thảo Sương có ghé qua clip bánh tráng trộn đi va đúng không chị? Ừ. Rồi nghỉ ngơi nha, không ngồi nghỉ ngơi chị, vẫn giữ sức khỏe như vậy nè chị. 10 năm, 20 năm gặp lại cũng phải khỏe như vậy nghe không? Ha. Biên. Cái biên đi. Chú ngoài nói chuyện. Chỗ ngoài nói chuyện con. Hello, cục vàng. Hello. Vàng liêu 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 không? Liêu liêu ơi. Vô toilet trước đi. Vô toilet trước đi. Tao vô sao? Ngồi tao vô nghe. Ừ. Ê, đâu à? Đi đâu vậy? Đâu à? Đi đâu? Dạ hả? Dạ. Ừ, về đi. Về đi đi. Không, khách đây dễ thương lắm. Khách đây em thằng nào mà dễ trẻ mà nó dễ thương lắm chị ơi. Nó chứ dễ trẻ nè, người già nè, có đó. Cái cô đó có giá hai trái lựu đạn đó. Mẹ. Ừ, mẹ. Lựu đạn. Mẹ lựu đạn. Mẹ không? Mẹ lựu đạn. Mẹ giác lựu đạn. Mẹ giác lựu đạn. Cho con mượn coi. Cho con mượn ra coi lựu đạn đây. Mẹ ăn cái gì vậy? Mẹ ăn gì mẹ? Hả? Để con lấy cái ghế đỏ cho chị Sương. Lên sân khấu ngồi luôn mà vậy, ngồi dưới đó không chịu. Ngồi dưới đó không chịu. Lên sân khấu ngồi luôn. Ngồi luôn uống cà phê. À. Kệ khách vô kìa em. Con chút có đói bụng nói em nghe, mua đồ ăn nghe không? Nghe không? Uống bia không? Bia không? Ừ. Bia không kêu vài lon uống. Không có đủ đâu ơi. Mẹ có con trai không? Có con trai không mẹ? Gả cho con đi. Gả cho con thằng. Ồ con nhỏ xíu không? Không chị biết chạy xe không chị? Cái chạy xe ta đi trước rồi. Sao vậy? Nó bóp kèm một sáng, một cái một ta đi rồi. Yên. Một cái ta đi rồi, ta không dám chạy xe, chạy gì đâu. Không dám chạy xe hả? Trời ơi, chạy xe đạp nó bóp kèm ở sao, tao đuổi vô chết bị mù nội ra. Rồi nó chạy xe nó bỏ, nó cười đó mày coi đó. Cũng một tháo chuột gì nè, nó lại ở sao nó bóp kèm, tút tháo chuột hết trơn. Ôi chuột còn sống hả chị? Chuột chết á. Wow. Đất không rồi đi rửa nó. À. Rửa lại mà trời thật chị cũng bán hết trơn luôn vậy. Không, người ta thương á chị ơi. Người ta thương mình là cái gì cũng dễ, xin lén hỗ trợ giùm cho mấy anh chị coi. Vô đây. Ừ. Vô đây ơi. Con của mẹ. Con của mẹ vô đây con. Vô đây mẹ độ cho. Vô đây con. Vô đường không? Ở đây á chị biết không, khách của em á là người trẻ có, già có, lớn tuổi có, rồi nít có, rồi trung niên có, rồi có nhiều người khiếm thính có, mà đầy đủ hết trơn chị ơi. Khách ta đây ta thương em lắm. Chị thương em không? Thương. Ờ. Thương em sao? Thương với em út mình vậy đó. Ờ. Im, kìm lên, lớn lên, im. Im đi nghe. Tắt nguồn điện thoại hết. La lên. Tắt nguồn điện thoại. Giờ câu điểm không được nói chuyện. Giờ câu điểm nha. Cấm tụi mày nói chuyện. Cấm tụi mày nói chuyện á. Chỗ mẹ đang nói chuyện. Để cho mẹ nói chuyện coi.
Đứa nào cãi có chuyện với tao. Đứa nào có cãi không? Cãi có chuyện với tao à? Cái ra lên, lên, lên. Cãi đi đi. Cãi đi. Ngu, 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 đang, quá đang, quá đang. Làm gì vậy? Kéo vậy, kéo vậy. Tại sao? Chết rồi, ớ. Chết rồi, đau lắm. Chị ơi, đừng giỡn rồi. Nè. Này liệu nặng quá quý vị. Trời ơi. Trời ơi. Chị có khi nào chị đang đứng mà người ta hù cái chị dậy xuống sông không có không? Có luôn hả? Phải làm, bảo đảm là phải có. Bỏ rồi, bỏ một nồi cơm luôn. Nồi cơm điện luôn. Sao vậy? Tao đứng rửa nồi cơm điện bắt xui tao gà ở sao gì nè. Ông lỡ một cái nồi cơm điện bỏ cho gà 1 kg gà. Mà buồn, giận lắm mà không biết nói gì ổng á. Nhịn gì? Nhịn vậy vậy? Muốn gì lại đây? Muốn gì lại đây? Tao chấp mày á. Tao chấp mày đó. Mẹ con mày luôn. Mẹ con mày luôn. Tao là giang hồ nè. Tao là giang hồ nè. Dũng rồi, Dũng rồi. Nè, tao giang hồ nè, sống bỉ nè. Tao muốn cái hồ nổi. Đau vũ chết. Đau vũ. Đau vũ. Đau rồi, đau rồi. Ủa chị mình hồi đó chị bình thường là chị làm giang hồ thiệt hả? Giang hồ bên đó đó mày ơi. Anh em đông không chị? 200-300 người. 700 người. Đó anh em tao 400-500 người hả? Tao chấp hết. Chấp hết luôn á. Tao chấp hết tụi mày luôn. Chấp hết luôn tụi mày đó. Muốn gì? Muốn gì? Con nhỏ kia luôn. Con nhỏ kia luôn, chấp mày luôn. Trời ơi. Kì chị. Ôi. Vô mau. Mày đi đâu? Mày đi đâu vậy? Vô đây. Tụi mày đi đâu vậy? Có chuyện vô đây, vô đây, vô đây. Vô đây. Là la 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 la. Vô đây. Trời ơi, đừng quay mày vô đây. Rồi mày chết rồi. Mày chết đi. Trời ơi là trời. Ô cứu đâu. Trời ơi. Sao vậy? Đứa đó đi đụ người ta chết đi. Mày muốn gì? Muốn gì vậy? Vô đây. Vô đây. Có chuyện với tao rồi. Vô đây. Bê đê quỷ. Bê đê quỷ. Bê đê quỷ ma. Bê đê quỷ. Bê đê quỷ ma. Bê đê quỷ ma. Trời ơi. Im. Im đi. Im im. Im im đi cho tao. Muốn gì? Mày muốn gì vậy? Lên đây. Đứng lên. Đứng lên. Xong rồi. Cái gì vậy? Trời ơi. Mày về vô chơi mua bia em. Không được. Ủa sao bữa được? Không, mà bữa. Hôm bữa đây là cấm uống rượu bia nè. Không bữa được. Sao khó. Không được má ơi. Muốn gì? Muốn gì vậy? Mày muốn gì? Lên đây. Rồi. Rồi bây giờ cứ. Rồi nghỉ mệt đi chị, nghỉ mệt. Đau ngực hả? Đau vú hả? Chị bơm lâu chưa? Rồi đó bơm bao nhiêu tiền chị? Bơm là lâu hả chị ăn? Trời ơi. Alo nè. Alo. 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 Ai vậy? Ai vậy mày? Muốn gì? Muốn cái gì vậy? Rồi từ từ. Tao đây nè. Tao. Tao ở đây nè nghe. Tao cũ đen. Tao cũ đen nè, sắp sửa chết nè. Nhiều hàm. Chị nghe không? Đi làm cái toilet đi. Đi đi. Má ơi. Đi đi. Nhiều hàm. Vô hàm. Nhiều hàm. Nhiều thằng đã chấp hết. Nhiều thằng chấp hết. Nào đó. Mày đá bằng đó. Đúng mày á, mày nát con cam đó. Coi. Sinicon. Sợ luôn mà. Trời ơi. Ký kiến mà nó nhô vậy. Có sao không con? Có sao không con? Nựng mặt. Trời ơi. Ủa cái vỏ đâu rồi? Cảm nhận đi. Có sao không? Sao không?
chết nó trời. Không chịu đi nữa có được không? Không chịu đi nữa. Tù đâu ra? Có nào? Còn chị đừng quýnh con em hoài tội nghiệp nó chị ơi. Dép này nó đỡ có đau quý vị. Cú mới đau mà dép nó không có đau quý vị. Dép chè. Dép chiếu. Chăm bùm bùm na 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 la 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 cái quay chân ti cái ơn ơi cả đòn bon tê à. Nè uống miếng cà phê đi, uống miếng cà phê đi. Uống miếng này nè. Thôi. Bà sặc à, bà sặc à. Trời ơi trời. Cảm nhận xinh đẹp là sắp đi hai cái đầu mới rồi đúng không? Ừ, nghỉ ngơi nha chị. Nực quá à. Nực 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 đi. Đi lấy cái quạt xanh đâu rồi? Kêu tụi nó lấy cái quạt xanh xuống coi. Cái quạt xanh đâu? Rồi. Máy bay tụi bay nha. Máy bay tụi bay kìa. Ê, tụi bay. Ừ. Ừ. Tụi ra lớn. Ừ, bye bye nha. Ai lớp vô cơn, ai lớp vô cơn. Thả tim, thả tim, thả tim. Dễ đường quá. Trời. Cái gì vậy, dễ của ai vậy? Trời ơi. Năm nay là 60 tuổi. Mà nhìn cậu chất lượng kìa, 60 tuổi đó mẹ. Chị xương 60 tuổi đó. Em ơi có tuổi mèo quá. Ờ tuổi tuổi mèo. Tuổi mèo. Tuổi mèo á. Tuổi mèo tuổi gà. Tuổi mèo. Mèo. Nhưng mà Tết tới là 61. Đồ 61 à. Tết tới là 61. Rồi là trời, thấy cái tuổi vậy là chất lượng lắm đó nha. Hai ba cái quạt đâu? Còn một cái quạt đỏ nữa đó nha. Khi nào muốn ăn uống gì nói em nghe không? Chị bịch, ủa chị bịch về là giờ cho nó dưỡng da hả chị? Bịch về dưỡng. Bịch về cái này là dưỡng. 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 Ê đủ mấy đủ tao chết rồi. Ê đủ chết rồi bé ơi, đủ chết rồi. Ê, ê đừng đủ chết rồi. Không, thấy là đồ dép về đẹp quá ha. Mới mua luôn phải không? Mới mua phải không? Trời ơi, mới mua chiều. Vừa quá vậy nè. Ôi ôi, em chị vừa nè chị Sương ơi. Chị số 4 mấy? 42. Nè vừa nè. Ôi ôi, đẹp quá à. Ôi ôi, này trời. Đủ quá, mới chết rồi, đủ tới chết rồi, chết rồi. Dễ thương quá. Mát chưa, mát chưa chị, mát chưa? Mát rồi. Bây giờ nè, xem lét. Thôi để chị Sương ngồi nghỉ tí xíu đi. Rồi một lát này chị Sương muốn ăn uống gì á? Hả? Đó mình chỉ ăn nó ngồi ăn. Lát nữa nè, lát nữa có chương trình khác với nhau rồi du lần. Lên sửa soạn đi, lên sửa soạn 6 rưỡi rồi. Sai 7 giờ. Ở đây khoảng 7-8 giờ khách mới đông. À, còn giờ là khách lai gai, lai gai. À. Đúng rồi. Sài Gòn nè, 6 giờ. 5-6 giờ là người ta đi làm về, đúng rồi.